khi nó cạn nó không thấy mọi người. Đó. Trời ơi, con cá chơi. Bi vô bi. Ngầu giấy. Nhấp nhấp. Bụp liền. Nhấp nhấp là nước tùm lum rồi. Ăn no cám luôn à. Ơi, lụm 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 mờ mày, lụm mờ mày. Trời ơi, cá gô, bi ô, đừng sấy bi ô, bi ôi, Hugo Mina các bạn ơi, trời ơi, đó, quá thế cá gô các bạn ơi, gậu xém sảy nè các bạn, nè, cá gô nó vàng luôn, đúng vàng luôn, ghê thiệt chứ, nè gỡ luôn đi bên cầm nè cho em gỡ luôn nè bi. Con này kho thứ gì chịu nổi mọi người. Sướng sướng. Hết hồn được chứ. Rồi hello mọi người nha. Giờ được chiếc video ra xong bạn ơi. Hôm bữa câu buổi chiều thấy cá chơi im quá mọi người. Giờ hai anh em mình chuẩn bị đi ra xong chiếc. Đây em theo hai cây rừng ta nhỏ bạn. Cây 2m chứ cây 1m mốt à. Hôm nay ra xong chiếc rồi sao mọi người. Đó, có gần thủ câu những cá lưng góc móng góc được được chưa. Rồi giờ mình sẽ đi thôi bạn ơi, chào anh em nha. Hôm nay chiếc màu dế với màu cám nhữ. Chào bạn nha, vừa được đến điểm câu của bạn ơi. Nói chung là nãy giờ nước rộng bạn, hai anh em được cái bi đen bạn xuống đây là kéo vô đây nè bạn, nó đi vòng vòng cái eo đó. Nó cái vịnh sông Mekong đó. Giờ hai anh em mới vô tới đây. Nó đây hồi đó là ta có chắc trà cũ mà người ta bỏ là nó không có còn chắc nữa bạn thấy không, bỏ lâu rồi cây cối nó lạnh ngển nè. Giờ vô đây nước nó khoảng được 2 gang các bạn, cho nên anh em gán nhữ thử coi có cá hay không bạn. Chỗ này bữa hổm được câu buổi chiều tối các bạn, có cá nhưng mà nó khó có quay cho bạn coi quá, cho nên giờ được lợi được câu sớm hơn, nhưng mà sớm hơn thì nước cạn là chiều chặn dạng mà nước mới lớn mà. Cởi đi giờ quay đỡ cho bạn xem đi chứ biết sao giờ. Giờ mình xả mồi bạn ơi, cám sớm gạch sơn của Lê Khuyến nha mọi người. Đó. Rồi quay cho bạn xem nha. Xả hậu chắc có lợi như vậy. Xả mấy lỗ rồi ta. Xả đây lỗ trước đi bạn. Thì có gì tính nữa bạn. Nước lớn câu ngon. Giờ nó rút núp vô trong cỏ chưa. Quay dùng ở trong chưa. Cạn quá cạn. Xuồng mà lắc lư giờ không nghe động tĩnh gì luôn á. Giờ quay cho bạn xem gì đi, với mình thấy mình đó là lỗ nữa đi, mình nó hai lỗ, mình đó là lỗ bên dưới sát bên đây, bên mình đây là lỗ đó nha mọi người. Rồi giờ chào anh em nha, giờ mình sẽ bắt đầu vô dây với lữ các bạn ơi. Mồi mình câu là mồi dế nha mọi người. Trời ơi ông Bi đen giờ này ông ra cặn trước các bạn. Đúng là câu đó là đúng cặn cổ tay luôn đó, nó lấy cái tay nó câu á mọi người. Đó. Này mình mua này cũng đơn giản mà, ta bán sẵn nè. Nó vô sẵn mình ghé anh mua luôn, mình cái này mình làm miếng vô. Lu bu lu su bu á. Rồi, mình sẽ bỏ cái lữ này mình lấy lữ của mình câu nha các bạn. Đúng không? Lữ này mình không khoái. Đúng không? Rồi chào anh em nha. Rồi bạn ơi, giờ được mới vô dây tóm lữ không nào bạn, thấy có cá lợi đó bạn. À, vậy quật nha. Cạn hay queo quá ta. Hay đã hồ nước lớn vô giật mới sướng mọi người. Nó gấp. Nó lụm rồi đó mọi người. Có tương lai nha, có tương lai nha, nó ăn lụm. Đó. Dựng các bạn, thấy không bạn? Nó. Trời kì. Cục đầu tiên không may mắn rồi mọi người ơi. Đi cục thứ hai coi sao. Đây cái mũi xuồng của mình sát bên đó các bạn. Đó nó nó chắc cú đi. Để chắc cú đi các bạn. Đó. Lên con Unu hiền muội. Câu cá chơi ở nước cạn. Ê bỏ vô gọng nha Bi, có gọng nha Bi. Để hầu khỏi bắt vô cơ. Gọng bên sao á. Cám nó ăn sao Bi?
hầu mà không ăn nó được chơi hết bài luôn, nó được lấy này với màu thúi quấn bông gọn bạn, trộn với cám thì thôi luôn, cái chơi câu thì thôi luôn, hứa với bạn luôn, thứ gì chịu nổi, không ra kêu bằng đại ca. Ôi ôi con cá điêu hồng. Mày nè. Rồi sảy rồi. Trời ơi. Rồi xuống ngồi tiếp các bạn, nó ăn nữa kìa. Nó chục chục cho nẹt tẹt tẹt nữa tô đây nữa, quá trời luôn bạn ơi, dán nó núp trong mấy cái cây tre trà đó còn nữa bạn. Bạn thấy nghe nước gầm còn một hai tắc là bạn thấy không, nước thấy đáy luôn nè nha bạn, mà không có cây trà nào hết trơn nha bạn, chứ trà ta có trà ta dắt là nó u lên tới mình rồi đó, mà nước nó có gan mà bạn nhìn thấy cỏ không không. Mình phải nói để nhiều thánh bằng phím không biết, nói mình đi câu cha cá trong trà ra nữa. Nước này chưa lớn nữa mọi người. Nãy giờ được hai cái chơi, hai cái rô hả Bi Đen? Hàng chơi hàng rô. Thả đây coi sâu không, giá chờ ở đây nó sâu sâu. Trời ơi, nó ngớp, cũng cạn. Không sâu quá. Thấy màu ba bốn chỗ luôn, hơi dọa chỗ nào sâu đâu, mình dễ câu cho bạn xem chỗ này được đỡ đỡ hơn này. Lấm mang mang nó bạn, mang nó bạn. Nước càng ngày càng cạn, cá sẽ càng ngày càng gơm. Ê ê ê, bậy à, bậy ông anh, bậy ông anh, chiến này trời ơi, con bự bi 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 con bự. Yeah, sướng sướng. Cái này mà đúng là sướng nè các bạn. Nó tán con rô bự với đã chứ. Dạ. Dạ. Thôi gỡ đi ông em. Ông anh. Rồi vô gọng luôn. Chỉ cho nó xuống miếng nước, nó xéo xéo xuống nước đi. Gọng nằm xéo xuống nước, đúng rồi. Lậu cho ướt ướt đít nó rồi chứ. Đây trong cái này nó lùm thôi cho nên là nó sẽ có gì trời mưa hả vậy Bi, trời trời mưa luôn mọi người, mưa lâm râm. Ơi trời 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 đang không hay, lo trời mưa, lo trời mưa. Ồ cá nở các bạn thấy không, nở dùng cái cây mình các bạn, đúng cái này ở bầy ở dùng á, nước cạn nở trong đám cỏ mơ nó xước nè, dữ dằn luôn. Núp ở trong đó bây giờ. Này phải kêu ông Dạng qua bắt cá thả gì hầu nè. Cá này ông đâu có bắt mà ông giờ ông bắt cá trà không? Cá này ông đâu bắt đâu. Rồi. Rồi ok. Rồi kệ nó đi. Ngành nó đâm nhau mà. Người ta đâm nhau còn có thẹo chứ cá mà. Gì? Mày đâu biết đâu, gì đâu, đâu, đâu mày trẻ luôn. Chưa biết điều đó đâu. Khổ lắm. Rồi nó núp trong này mọi người ơi, cứ từ từ đi các bạn ơi. Để lâu lâu lên gai một hai con vậy có cho bạn xem là cũng mừng các bạn. Có đỡ hơn không. Đó đó đó. Hái quất đi đừng ngại ngùng. Hái ăn đi đừng thèn thùng. Nó ăn thiệt
nó sợ mắc cỡ các bạn à, nó sợ mắc cỡ, sợ mắc cỡ. Nghe giọng ai giống cậu Tư chứ. Quả như ông đi thả lưới đó, con cá chê đó đúng già luôn á. Chê này về nó chua ăn chợ kho tiêu ăn nội. Ở đây đi kho tiêu chứ ăn đi. Chơi năng lâu ngược vô trong kỳ quá kỳ. Phò mình nó dính gốc, nó vuột lên trên quên kéo xuống mà ai lụm luôn. Trời ơi kỳ, trời giống cá rô vậy. Thằng rô bự nó gấp. Trời. Xíu nữa đi mấy mày no xương. Đó, đó, đó. Năng nè. Kỳ vậy ta. Ơi, lấm mờ mày, lấm mờ mày. Đang nó đang ghê trời. Trời ơi, cái gô, bi ơi, đừng sấy bi ơi. Trời ơi. Không gô Vina các bạn ơi. Trời ơi. Đó. Quá thế cái gô các bạn ơi. Gậu xém sảy nè các bạn. Nè, cái gô nó vàng luôn. Đúng vàng luôn. Ghê thiệt chứ. Nè gỡ luôn đi bên cầm nè cho em gỡ luôn nè bi. Con này kho thứ gì chịu nổi mọi người. Sướng sướng. Hết hồn được chứ. Hết sưng cà rô đúng tiền luôn mà. Đúng sướng cà rô luôn. Rồi hắn tán ra con kia chạy tán lọc. Còn mấy người rô bự hấp đó kìa. Cứ từ từ đi. Mời lắm, mời đêm này lắm. Các bạn, mình câu hầu cái mình câu cám của xóm Bạch Sơn. Xong cái mình hầu mình đẩu ra cái câu màu giới. Đó, 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 đó. Ý, trời ơi, kỳ ấy. Khi nó cạn nó không thấy mọi người. Đó. Trời ơi, con cá chơi. Bi vô bi. Ngầu giấy. Nhấp nhấp. Bập liền. Nhấp nhấp là nước tùm lum à. Ăn no cám luôn à. Ừ, đúng mập luôn, nó đúng ngon mà hay kỳ lường nó ngon ghê không? Lá ngò, lá bóp. Trong bóp luôn. Rồi gỡ đi em. Em gỡ đi em. Còn cái đồ bự không, cái chê bự đây. Ê ê ê, lụm luôn rồi. Lụm luôn rồi. Gặp anh Điêu Hồng anh lợi nữa. Thì anh Điêu Hồng là anh lậu mà. Anh lậu, lậu đụng cục mồi của mình. Trời ơi hấp. Nghe sao đi bi. Ốc nào mà ốc sát sát. Tại mọi người sớm bây giờ được cũng rồi 3 6 7 con với hai cá rô nhỏ nữa thả.
Đó, được nhiều, đợi xíu nữa. Nước lớn rồi anh em mình tính nở các bạn ơi. Chứ giờ thua rồi đó. Chứ giờ về cũng không được, nó cạn queo rồi bạn. Nãy còn nước lú lên một hai gan và cạn queo, trong này có cá. Nó về dọn ổ xuống sẵn, hồi nước lớn như mồi quất. Rồi chào anh em bạn nha. Lúc luôn rồi bạn ơi. Rồi. Rồi. Rồi, cái chè. Chè úi gum ơi. À bạn ơi, thấy buồn quá. Cho nên mình đây mình câu cho bạn và tán được con rô mồi đó bạn. Thêm con nữa được 8 con. Nước ga phải gì chứ bạn. Trời trời. Con này nó mập đá bạn ơi. Mập hơn con nãy. Thì nó hơi cạn. Đúng lỗ luôn rồi. Nước bắt đầu lớn được chút xíu nè bạn, đang lớn lớn lên đó. Nước mới vừa lớn đi xíu cái ông mưa luôn bạn ơi. Thua thiệt. Máy mình màn hình nó bị gì nữa trời. Đó. Bự bự nó bị gỡ đi. Mình thì có vấn đề gì ta. Chờ cái gì bự nó quậy trong dưới rồi trời. Căng rồi. Chạy nó đi. Chạy nó đi. Dừng cái tay cái. Sâu à. Hơi sâu sâu à. Căng rồi. Gán giật dài con nó đủ clip về mọi người ơi. Cái máy của mình quay có gì nữa rồi. Trời ơi. Tức thiệt bạn ơi, mới sẵn cá bằng kilo mới có go hay cá chơi nữa. Vì nước lớn vô câu sướng mọi người, nó. Đừng có lắc lắc bi. Cá năng rồi lắc xuống đi luôn rồi. Mày nè, bỏ đi, cỡ nó đi. Đạt nước xuống đó luôn. Rồi. Các bạn ơi, còn chín mượn dế là gán câu quay cho bạn xem nó đủ clip nó về các bạn ơi. Máy mình trục chặt nó rồi, mới thay màn hình nó 2,5 triệu mà. Giờ sao nó chấp chết nó nhá hoài. Không hiểu luôn. Lại cho em nhử thôi được. Cho em nhử bên đây đúng không? Giờ mũi tới rồi mọi người ơi. Chắc rồi xong luôn rồi. Để con cục mồi hôm nay. Cục mồi nó đi. Chắc gán xong 1-2 con dế anh em chuẩn bị về các bạn ơi. Mũi quá mũi rồi các bạn ơi.
nhưng mà mũi là đúng mũi luôn á. Đó, đó cái lúc lúc đi mày hả mày, trời ơi ăn thứ gì kỳ vậy. Cuối cùng cũng dính. Nè. Gán kiếm vài con nữa về mọi người ơi. Con này bự lắm. Thôi ơi, bí. Đá này mới đá luôn các bạn. Tránh xa giò ra, để xa giò găm ra. Ừ đúng rồi, không gỡ đi đâu có. Anh sợ nó sảy nó gớt. Chết mọi người. Trời. Gán xíu đi, còn 4 5 vế nữa hết rồi. Đó, đó, đó. Nó cứ lâu vô đó hoài à. Còn lý vậy. Mình đụng dây đó, nước càng lớn từ từ mà được đợi lớn lúc tí xíu xuồng ra được mọi người. Bây giờ tới nhà mọi người, gọng cá nè. Cái gô với cá chê. Mới quay cho mọi người xem. Cũng được, con xíu nhớ cũng được bạn ơi. Bà ký, bà ký mấy. Rộng cá nha các bạn. Rồi chào anh em nha. Về thôi, mưa mắc mưa.